Chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã trở lại với Việt Nam Road Trip. Và bên cạnh tôi đây, một sản phẩm mới nhất của Hyundai thành công tại Việt Nam mang tên Palisade, một mẫu xe SUV cỡ lớn mà đối thủ của nó là ai các bạn biết được không? Explorer, Prado và Volkswagen Terra 1. Nhưng mà cái giá mà Hyundai đưa ra cho chiếc xe này thì thực sự là tôi nghĩ là sẽ hủy diệt với tất cả các đối thủ luôn. Với mức giá từ khoảng hơn 1.4 tỷ cho tới gần 1.6 tỷ, rẻ hơn Explorer đâu đó khoảng 700 triệu đồng. Mà trang bị tiện nghi thì ngút ngàn, vận hành cũng như vậy. Tôi nghĩ chắc chắn nó sẽ không có hàng để bán. Bởi vì chiếc xe này là cái mẫu xe bán rất chạy của Hyundai tại Mỹ. Trước khi lái thử chiếc xe này thì tôi sẽ mời mọi người ngó qua nội ngoại thất cũng như là trang bị tiện nghi của một chiếc xe được định vị cùng phân khúc mà lại rẻ hơn đối thủ khoảng 700 triệu đồng. Các bạn có thể nhìn thấy tổng thể thiết kế của Palisade không ạ? Rất là lớn, rất là thể thao, rất là oai vệ, bởi vì nó được định vị để dành cho những người thành đạt, những cái chủ tịch hoặc là những cái giám đốc, những người mà thích chinh phục và khám phá. Lưới tản nhiệt phía trước, hình thác nước này, rồi cụm đèn cũng như vậy, được thiết kế một cách rất là uy nghiêm, điệu đà nhưng mà hiện đại và thể thao. Phía bên hông xe cũng như vậy, tất cả mọi thứ đều được thiết kế vuông vức, tôn lên cái vẻ uy nghiêm cho chiếc Palisade này. Ngay cả cái đèn xi nhan ở trên gương cũng khá là điệu và đẹp. Bên trên thì có một cái thanh ray để chờ giá nóc, cũng như là cái tay nắm cửa mạ chrome. Vệ bước chân cũng được mạ chrome, tạo nên cái vẻ khỏe khoắn và thể thao cho chiếc xe. Mọi người có thể nhìn thấy phần đuôi nó phù hợp với tổng thể của cả đầu xe luôn. Kiểu thiết kế của đèn hậu như vậy cũng tương ứng với cái cụm đèn phía trước của xe, cánh lên gió thể thao phía sau, chữ Palisade và cái cặn phía sau cũng như vậy. Nhìn chung thì tổng thể thiết kế bề ngoài của chiếc Palisade toát lên một cái sự uy lực, một chiếc xe SUV cỡ lớn đích thực dành cho những ai mong muốn trải nghiệm nó, mong muốn dùng nó cho những chuyến đi hoặc là thể hiện cái uy quyền của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ thử xem cái cốp của chiếc xe. Dĩ nhiên là mở điện rồi và cam 360. Khi mà các bạn sử dụng hàng ghế thứ ba thì nó sẽ còn lại đâu đó khoảng tầm 50cm nữa. Và phía dưới thì có một cái hốc chứa đồ nữa. Và các bạn có biết vì sao mà Hyundai lại lấy là Palisade để đặt cho cái mẫu xe được xem là biểu tượng của mình không ạ? Cũng giống như là Santa Fe, Palisade là một cái địa danh ở Mỹ. Hyundai nói rằng là họ muốn thể hiện cái sự thiên nhiên, cái sự hùng vĩ và cái sự hoang dã có thể vượt địa hình của một mẫu xe. Tương ứng với cái vùng Palisade là cái vùng có rất nhiều những cái dãy núi trùng điệp. Đó là ý nghĩa của Palisade và tại sao Hyundai lại lấy cái Palisade để đặt cho cái mẫu xe SUV trứ danh của mình. Vậy bây giờ thì mời các bạn hãy cùng tôi chiêm ngưỡng nội thất của chiếc xe rẻ hơn đối thủ tới 700 triệu đồng. Xem nó có lịch sự, lịch lãm và sang trọng hay không nhé. Đầu tiên là một cái bộ ghế da Napa rất là xịn sò, thiết kế đẹp với cái chức năng làm mát cũng như là sưởi ấm ghế luôn. Vô lăng thì kiểu 4 chấu nhưng mà 2 cái chấu dưới thì khá là điệu. Ở trên vô lăng thì tích hợp các phím bấm của hệ thống giải trí đàm thoại, hệ thống an toàn của Hyundai. Phía trước có màn hình điện tử hoàn toàn, bên này cũng như vậy, rất là trực quan và sinh động. Và các bạn có thể thay đổi giao diện của màn hình này được luôn nhé, đánh tay điện tử hay là tắt hệ thống chống trượt ở đây. Với các cái chi tiết vật liệu khác nhau từ da này kết hợp với lại nhôm này, nó tạo nên một cái sự sang trọng và lịch lãm cho chiếc xe. Hệ thống loa là Infinity mang lại một cái âm thanh khá là sống động và chân thực. Nội thất phía trước khoang lái của chiếc Palisade đây mọi người, với rất nhiều những cái đường trang trí mạ chrome này rất là đẹp, cũng lịch lãm. Ở giữa là một cái yên ngựa với rất nhiều các cái tính năng, ví dụ như Drive Mode này, cần số dạng nút bấm và hệ thống điều hòa, làm mát ghế hoặc sưởi ghế. Ở đây thì các bạn sẽ có một cái hốc chứa đồ cũng như là sạc và sạc không dây. Cái hốc chứa đồ ở đây nữa rất là rộng rãi và thoải mái. Các bạn có thể nhìn rõ hơn cái chất liệu ghế này, rất là đẹp. Phải công nhận là Palisade này sở hữu một cái ghế mà tôi bị ấn tượng luôn, màu nâu đỏ rất là đẹp, rất là ấn tượng. Cửa sổ trời thì được chia làm hai khoang và toàn cảnh luôn, có thể điều khiển độc lập được. Gương chiếu hậu phía trong thì là chống chói dạng điện tử. Các bạn có thể nhìn thấy một cái không gian sang trọng, lịch lãm, tương xứng với phân khúc mà chiếc xe này định vị đúng không ạ? Đây là một chiếc SUV cỡ lớn cho nên là các bạn sẽ ngồi hàng ghế thứ ba khá là thoải mái, với khoảng để chân đâu đó còn khoảng tầm 15cm nữa. Hàng ghế thứ ba này thì cũng có thể ngả được xuống để mà thoải mái hơn cho mọi người khi mà ngồi, cũng như là gập phẳng xuống để gia tăng không gian khoang hành lý. Tiện ích cho hàng ghế thứ ba thì chiếc Palisade thì có hai cái giá để cốc này, và cái móc và cổng sạc dạng tai si nhá, rất là tân tiến rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ dùng rất là nhiều những cổng sạc kiểu như thế này. Cửa gió dĩ nhiên rồi, sẽ cho mọi người một cái khí hậu rất là mát mẻ và thoải mái.
Và chiếc xe này thì tôi nhớ là có hệ thống điều hòa tự động 3 vùng độc lập khác nhau cơ, nên là mọi người có thể tùy chỉnh nó phù hợp với từng vị trí ngồi khác nhau. Chất liệu ghế thì vẫn rất là đẹp. Cái ghế thứ ba này thì gập xuống và mở lên thì đều bằng cơ mọi người nhé. Còn ghế thứ hai này thì các bạn có thể gập bằng điện ở phía sau, hoặc là ở đây này, trên cái vai ghế nó có một cái nút xuống để có thể gập được xuống ở đây. Đó, ví dụ như tôi để ra như này rồi và tôi gập, đó thì nó sẽ gập được xuống. Và tôi đang ngồi hàng ghế thứ hai của chiếc Palisade. Đây là cái phiên bản 6 chỗ nhá, cho nên là nó sẽ có hai cái ghế rất là chủ tịch như thế này. Bệ thì tay này thì có thể gập xuống tùy thuộc vào cái vóc dáng của mỗi người. Tiện ích có sưởi ghế và làm mát ghế này, rồi hệ thống điều hòa nhiệt độ này. Cổng sạc thì được gắn ở hai cái tựa lưng ghế của ghế thứ nhất đây luôn này, và một cổng 12V ở đây. Các cái túi nhỏ nhỏ để đựng đồ. Và không có cái bàn làm việc ở đây. Loa thiết kế ở hai bên cánh cửa khá là đẹp. Hốc để đồ nữa, cũng như là cái rèm che nắng ở đây luôn. Ngồi thì cũng ôm, thoải mái. Nó sẽ phù hợp cho các bạn trong những hành trình dài khi mà cần nghỉ ngơi thư giãn. Và dĩ nhiên hàng ghế thứ hai này thì cũng có thể ngả được ra đây. Tôi có thể ngả ở cái mức như thế này là tối đa rồi. Và bây giờ thì tôi sẽ lái thử chiếc Palisade. Chiếc xe này thì chỉ có một phiên bản động cơ tại Việt Nam thôi, là 2.2 máy dầu đây mọi người. Tần số thì cũng là dạng nút bấm. Màn hình to, dễ quan sát, ngồi cao và thoáng. Góc chữ A hẹp, mọi người có thể hạn chế các cái điểm mù được tốt. Cảm giác đầu tiên thì vô lăng của chiếc xe này cảm xúc hơn so với Custin. Custin nó vẫn là một chiếc xe MPV cỡ trung thôi. Với cái giá tiền như vậy thì chắc là sẽ không cảm xúc bằng được. Chiếc xe này các bạn sẽ cảm giác nó không còn lỏng lẻo nữa, và lái nó sẽ thật hơn. Sự nhạy bén của vô lăng tốt hơn. Chân ga cũng như vậy. Cái khối động cơ máy dầu 2.2 lít cho công suất khoảng 200 mã lực. Hộp số vẫn là tự động 8 cấp với các chế độ lái khác nhau. Trên cái chiếc Palisade này thì mọi người có thể lựa chọn những cái chế độ địa hình nữa để phù hợp với cung đường mà mọi người có thể di chuyển. Dĩ nhiên là lấy chuyển số thể thao cũng sẽ giúp cho mọi người linh hoạt hơn, chủ động hơn trong những cái tình huống khi mà đi đèo dốc đồi núi hoặc là khi vượt xe trên những cao tốc. Về cách âm và độ ồn, cá nhân tôi nhận thấy là khá tốt. Cái tiếng máy dầu nó vẫn còn nghe thấy, nhưng mà so với nhiều chiếc xe khác thì tôi nghĩ là rất là tốt rồi. Cái âm gầm lốp thì cũng ổn. Ở cái con đường này chúng tôi đi thì nó rất là nhám, sỏi nhiều, nên là mọi người sẽ có thể cảm nhận cái tiếng ồn từ lốp và gầm vọng lên. Nếu mà đi trên con đường nhựa mà êm mượt thì chắc chắn là cái cách âm nó sẽ tốt hơn đấy. Hệ thống treo tốt, không gầm, ổn định. Thử một vài ổ gà, ổ trâu, nhưng mà chiếc xe cũng cho thấy cái sự chắc chắn. Cảm giác băng qua những địa hình như vậy, các bạn sẽ thấy nó kiểu như là phập, mình có thể đi qua được và không có gì phải ngại ngần lắm. Ghế lái thì cũng khá là ôm người. Mọi người có thể tùy chọn cái chế độ lái khác nhau để lái theo sở thích cũng như là cái thói quen của mình. Lúc mà lựa chọn chế độ lái khác nhau thì chiếc xe nó sẽ tác động vào lực siết của vô lăng này, độ nhạy của chân ga cũng như là cái sự chuyển số sớm hay muộn để tạo nên cái sự phấn khích hay là cái sự thư thái cho mọi người. Vì cái cung đường lái thử ở trong cái chương trình ra mắt nó khá là ngắn thì chúng tôi hy vọng là cũng sẽ được đem chiếc Palisade này thực hiện một cái hành trình dài hơn, thực hiện một cái chuyến road trip để đem nó vượt địa hình. Với hệ thống nhận động 4 bánh toàn thời gian như vậy thì chắc chắn phải đặt nó vào địa hình, đặt nó vào những con đường khó khăn để xem hệ thống động lực và không gầm phản ứng làm sao chính xác hơn. Palisade thì được phân phối tại Việt Nam với 4 phiên bản khác nhau, và mức giá thì như tôi đã chia sẻ ban đầu, cảm giác nó rất là hủy diệt đối thủ luôn, khoảng hơn 1,4 cho tới gần 1,6 tỷ đồng. Phiên bản thấp nhất của chiếc Palisade này nó sẽ cạnh tranh ngay cả trực tiếp với chiếc Santa Fe, tôi nghĩ là như vậy. Bởi vì các bạn chỉ cần bỏ ra đâu đó khoảng 200 triệu nữa là các bạn có thể sở hữu một cái chiếc SUV lớn hơn rất là nhiều, với rất nhiều những cái tính năng tiện ích. Đó là những cái ghi nhận nhanh của Vietnam Road Trip chúng tôi về chiếc Palisade, một mẫu xe SUV mới nhất của Hyundai. Cái xe này được lắp ráp tại Việt Nam nhé, chứ không phải là nhập khẩu đâu ạ. Ở Mỹ thì nó sử dụng một cái phiên bản khác, động cơ khác, nên là nó mạnh mẽ và khỏe khoắn hơn. Nhưng ở Việt Nam thì chỉ có một phiên bản sử dụng động cơ máy dầu 2.2, công suất 200 mã lực. Và cái phần vận hành thì như tôi đã chia sẻ với mọi người, đó là những cảm nhận ban đầu của chúng tôi thôi. Và chúng tôi cũng kỳ vọng đem nó sẽ đi một chuyến đi dài nữa để giới thiệu cho mọi người kỹ càng hơn. Mọi người nghĩ sao về Palisade? Nghĩ sao về những đối thủ của nó?
Và bây giờ tôi nghĩ là Explorer hoặc là những cái đối thủ khác sẽ phải có một chút nao núng với một cái mức giá như thế, với những trang bị Hyundai đã lắp đặt trên chiếc Palisade này. Và mọi người nghĩ sao về nó thì cũng hãy để lại ở phần comment để chúng ta cùng nhau thảo luận. Và bây giờ xin chúc mọi người luôn luôn mạnh khỏe, bình an và có thêm nhiều những trải nghiệm với chiếc xe của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ạ.